Đây là cái quạt DC nhé. Và đây là cái bo test quạt. Để tôi hướng dẫn các bạn này ráp cái bo này. Bo này sau này sẽ chúng ta sẽ rất cần đến nó. Và quay để cho các bạn ở trên mạng xem luôn. Các bạn, thực ra cái bo này nó cũng chẳng có gì bí mật. Nhiều bạn ở trên mạng cứ hỏi cho xin cái bo này. Đây nhá, tôi giải thích này. Chúng ta ráp như này nhá. Từ nguồn AC này cho đi qua cái con trở sứ 100 ohm 5W. Con trở sứ này có tác dụng như này. Nếu một quạt nó chậm thì cái con này nó đỡ cho và nó sẽ bốc khói như này, nó không nổ cái gì cả, đúng không? Đấy, con này là cái con trở coi chống chậm, ta hiểu như vậy. Khi mà quạt bình thường thì con này chạy, cho quạt nó chạy nó chỉ sụt áp có mấy vôn thôi thì nó không ảnh hưởng. Thế thì sau cái con này thì chúng ta đấu một con trở 220k/W, đấu nối tiếp với hai con led đấu ngược chiều nhau để hai con này nó báo, chính là báo nguồn đấy. Nếu như hai con led này mà cắm vào mà thấy led nó tắt mà cái con này lại bốc khói thì biểu hiện là gì? Quạt đang bị chậm, đang bị chậm đường 300 ấy nhá. Thế sau cái con trở này chúng ta đưa nó vào hai chân AC của cái cầu nước 2A. Đầu dương của cầu, đầu âm của cầu chúng ta đấu vào hai đầu cái tụ lọc 4,7mm thôi, 450V, và chúng ta được cái đáp này 300V dương đấu vào chân 1. Thì đây cái rắc này là rắc để test quạt Pala này, LG này. Dương 300 nó sẽ đi vào chân 1 này, âm nó sẽ đi vào chân 4 này, chân 2 và chân 3 là bỏ trống nhá. Sau đó chúng ta lại dùng một cái biến áp 13V 0,45A, 12V cũng được, đấy 12V cũng được, ra 12V, từ 12 đến 13V đều được. Đầu này là 220 thì chúng ta đấu ở đây, đấu vào một đầu AC này và đấu đầu bên này thì đấu sau trở, đấu vào đây. Đầu bên này chúng ta một đầu của biến áp thứ cấp này, chúng ta hàn nó vào âm của cái cầu bên trên này. Một đầu chúng ta cho đi qua diode 2A để trữ lưu, rồi lọc cho cái tụ này. Tụ này là tụ 1025V thì chúng ta được cái điện áp này nó khoảng 16V. Con trở này có tác dụng là gì? Để xả điện tích dư ở trên cái tụ này khi chúng ta rút điện ra. Tương đương với con trở này thì con trở này cũng thế. Con trở này là 220k bởi vì đây là điện áp 300V, chúng ta phải dùng 220k/W. Để xả điện tích dư ở trên tụ này. Và khi chúng ta rút điện ra mà không có con trở này này thì cái điện tích ở trên tụ này nó tồn tại hàng tiếng nhá. Nó phải có con trở này để nó xả điện tích dư. Tương tự như vậy ở đây thế. Tụ này để nó điện trở này để xả điện tích dư ở trên tụ này. Điện áp 16V này nó đi vào chân số 5 của quạt. Từ 16V này chúng ta lắp qua một con trở 39K, chỉnh qua một chiếc áp, đấu qua một chiếc áp, đầu âm của chiếc áp đấu vào chân 4 này, tức là cho đầu âm của tụ hai cái tụ này, đầu dương của chiếc áp này đấu vào sau cái con trở R39K này và điểm giữa chúng ta đấu vào chân số 7. Và đấu như thế này thì khi chúng ta chỉnh chiếc áp này thì chân 7 nó sẽ thay đổi điện áp cho này nó khoảng 8V này, 9V, 9V so với đây. Thì khi chúng ta chỉnh cái chiếc áp thì nó sẽ thay đổi điện áp chân 7 này từ 0 đến 9V. Và nó chỉ cần từ 2 đến 4V là cái quạt nó đã thay đổi tốc độ rồi. Và cái quạt DC nó chỉ cần đến 6V là nó chạy hết tốc độ rồi. Và chúng ta chỉnh cái chiếc áp này, chúng ta thấy cái quạt này nó sẽ quay, thậm chí nó quay chậm dí được, thậm chí nó quay 2 giây mới được một vòng, nhưng chậm như vậy. Và đến khi mà chúng ta chỉnh hết tốc độ thì quạt nó có thể lên đến hàng nghìn vòng một phút, mấy nghìn vòng một phút. Thế còn lại chỗ này chúng ta đấu cái led này, đấu nối tiếp với con trở 10K. Đầu này chúng ta đấu vào chân số 5, đầu này qua trở qua led đấu vào chân số 6 là để chúng ta theo dõi cái ICH ở trong quạt. Nếu như ICH ở trong quạt tốt thì khi chúng ta chỉnh cho quạt nó quay chậm thì chúng ta thấy cái đèn này nó nháy ICH tốt đấy. Thì cái mo này thôi, cái rắc này để chúng ta test quạt Pala và LG này. Quạt Daikin thì cắm vừa khít nhưng mà nó bị ngược. Nếu mà chúng ta cứ thế lấy cái quạt Pala cắm vào cái quạt Daikin mà cắm vào cái rắc của Pala này, chúng ta cắm vừa khít nhưng nó bị lội,
một cái đầu FB này lên đây này và nó chết quạt. Cho nên là chúng ta muốn kết quạt Daikin chúng ta phải lại lấy một cái rắc của Daikin nhá. Đấu vào 1 sang 7 này, 4 sang 4 này, 5 sang 3 này, 6 thì sang 1, 7 thì sang 2, hai thằng này chéo nhau nhé. Chú ý Pala với quạt LG thì cắm chung cái rắc này, Daikin cắm rắc, cắm Daikin nhầm sang rắc này là chết, chết quạt nhá. Cắm nhầm Pala sang bên này cũng chết quạt. Một là chúng ta nhớ đánh dấu vào, hai là chúng ta lắp cho hai bộ chuyên, một thằng chuyên test Daikin, một thằng chuyên test Pala và LG. Còn nếu mà chúng ta lắp một bộ cho hai cái này thì chúng ta phải nhớ. Thứ hai là cái đầu mà số 1 này, này và số 7 này này là 300V mà chúng ta cắm nội đầu nó xuống cái đường FB này, nó đi vào FB này là nó chết quạt. Thế cho nên là chúng ta cái đầu 300V này, này chúng ta hai cái chân này chúng ta nhổ nó đi, bỏ đi, đừng để chân, bởi vì nhiều khi để chân thì mình cắm vào mình không biết đâu là chân 300. Yeah. Thì nhìn cái chân, hai chân bỏ trống như thế biết. Đấy, thế còn đây là cái sơ đồ của cái quạt DC của máy LG Pala và LG. Chân 1 được cấp 300 này, chân 4 được mát này, chân 5 được cấp 16V này, chân 7 được cấp 3-4V thì quạt nó sẽ phải quay, không quay nó chết quạt. Thế còn sau khi quạt quay rồi nó phát ra cái xung hồi tiếp ở đây này, thì người ta đấu giữa chân 5 và chân 6 này một cái, người ta sẽ sau này người ta sẽ báo chân hồi tiếp này về vi xử lý. Đấy, ra cái bo này mất được khoảng 30 phút là được cái bo này test quạt, và cái bo này thợ rất cần nhá. Bây giờ nhìn vào đây, tôi đây mọi người nhìn vào đây, nên tập trung vào xem. Chúng ta cách đấu bo này. Đây nhá, đây là cái sơ đồ rồi ở trên bảng đây đúng nhỉ. Và cái bo này tôi đã ráp rồi đây, thì đối chiếu nhá, từ đầu vào cái con trở 100 ohm là con này, sau đó đi qua con trở 100 ohm thì có con trở 220k đấu song song với hai nối tiếp với hai con led là con này, là con này nhá. Sau đó đi vào đây là cầu diode 2A là cái cầu này. Sau cầu diode này tôi lọc trên cái tụ 4,7mm 450V là cái tụ này. Song song với con trở, con tụ này có trở 220k để thoát điện tích dư. Tôi đấu sau này. Đấu cái sau này. Đấy, sau đó là chân dương của cái tụ này. Dương của cái tụ này này thì nó đi vào chân số 1. Đi vào chân số 1 của cái cáp này. Cái rắc này hiện nay tôi đang đấu cái rắc của mà tủ có cái quạt Pala thôi. Còn quạt Daikin thì tôi chưa đấu nha. Vào chân số 1 này. Thế còn âm thì đi vào chân số 4, âm tủ này tôi đấu vào chân số 4. Biến áp đây. Tôi quay lại biến áp đây. Từ sau cái con trở này thì tôi lấy một cái đầu dương này. À, đầu AC này. Chính là hai cái dây đỏ này là hai dây AC 220 này. Là vào cuộn sơ cấp của biến áp này. Bên thứ cấp biến áp này, biến áp này là biến áp tôi lấy từ cái bo của điều hòa đa năng Trung Quốc ấy, nó ra 13,5V. Thì chúng ta thường thường là chúng ta lên dùng cái biến áp 12V là đẹp nhá. Đầu này nó ra 13,5V này. Thì tôi đấu vào một đầu AC này, tôi đấu vào chân số đây này, chân số 4 của cái rắc này, hay là âm của cái tụ này, âm của cả hai cái tụ này. Hai cái tụ này đấu âm chung với nhau nhá. Thì đấu một đầu một đầu là dây AC này này vào đầu âm của hai cái tụ này, chính là cái đường này. Thế còn một đầu của biến áp đây chúng ta đấu qua một con diode đây, chỉnh lưu qua diode 2A này, sau đó lọc trên cái tụ này thì chính là cái tụ này 1000mi 25V, và chúng ta được điện áp nếu như 12V ở đây thì nó ra đây khoảng 16V là đẹp. Thế còn điện áp 13V ở đây thì nó ra khoảng 17-18V thì nó hơi cao, nhưng vẫn không sao. Chúng ta cho 12V đây thì là đẹp. Thì đây là 16V, 16V này chúng ta lấy cái đầu dương của cái tụ này, chúng ta đấu nó vào chân số 5 của cái rắc này.
Đồng thời từ cái đầu dương này đi qua con chở 39K là đây, con chỉ chở 39K đây. Đúng không? Đi vào đầu một chiếc áp. Đây, chiếc áp đây, đi qua chiếc áp thì đầu bên kia thì đấu về chân số 4 là chân mát. Đây qua 39K và đầu chiếc áp này. Qua chiếc áp thì đầu bên này đấu về chân số 4 là mát này. Điểm giữa của chiếc áp thì đấu về chân số 7 này. Điểm giữa chiếc áp này, đấu về chân số 7 này. Nha. Thế còn đây, led đây và con trở 10K đây. Thì tôi đấu từ chân 16V, tức là chân số 5 của cái rắc này. Tôi đấu qua một con trở 10K. Đấy, thực ra là tôi đấu hai con này cháo vị trí cho nhau cũng được. Ở trong cái bo này thì tôi đấu từ 16V qua led trước, xong đi qua trở 10K về chân số 6. Thế đây. Thì bây giờ chúng ta sẽ cắm cái quạt vào đây. Chúng ta cắm điện vào. Chúng ta chỉnh cái này. Đúng vậy, thì quạt nó sẽ quay nhanh quay chậm. Và nếu như mà cái bóng này nó sáng bình thường, có nghĩa là quạt đang bình thường. Còn cái bóng này nó tắt đi và cái con trở này lại hơi bốc khói thì đấy là quạt bị chập. Nó cắm cái nó chết ngay, nó không chết ngay đâu, mà nó hơi bốc khói thì là cái quạt nó bị chập. Thế còn chỉnh ở đây mà cái bóng này bình thường mà quạt nó vẫn không quay thì cũng là quạt bị chết. Nha. Đây. Quạt đây nhá. Đây tôi cắm, chú ý này. Cái chiều cách ra một chân như này này là cái chân 300V này. Cắm lộn đầu là chết quạt đấy nhá. Thì hai cái chân này bỏ trống này. Thì đấy là tôi nhớ là nó đi vào hai cái chân bỏ trống đấy nhá. Cắm vào. Đấy bây giờ chúng ta để ý cái quạt này nhá. Tôi màu phấn thì tôi tô vào cái này. Nhìn cái quạt nó quay. Đây. Bây giờ tôi cắm điện này. Đấy. Thì thứ nhất là hai cái đèn này nó báo như thế này là có nghĩa là nguồn nó vào bình thường, quạt không bị chập. Thế còn cái này quạt nó chưa quay thì cái đèn này nó đang ở trạng thái sáng hoặc tắt. Và bây giờ tôi chỉnh này, bắt đầu quạt nó quay này. Nó có thể quay chậm dí như này được. Thấy không? Đấy, khi mà phải để quạt nó quay chậm như này thì mới nhìn cái đèn này nó chớp chớp như này thì ta hiểu là gì? Con Isahan tốt, Isahan trong quạt tốt và hiện nay là quạt đang bình thường. Đấy, quạt DC nó có cái hay cái như này, nó có thể chạy chậm như này và có thể quay tít như này. Chỉnh tăng lên có thể quay tít mấy nghìn vòng một phút. Đấy. Nhá. Không nhìn thấy cánh đâu nữa thôi. Đấy. Nhá. Đấy. Sau đó là chúng ta giảm đi, khi nó quay nhanh thì rõ ràng cái đèn này nó sẽ nháy nhanh thì chúng ta không nhìn thấy nháy, nó tưởng là sáng liên tục. Chúng ta muốn nhìn cái đèn này nháy chúng ta phải chỉnh cho quạt này nó quay thật chậm. Đấy, chậm như này bắt đầu nó mới nháy này. Đấy. Đấy thì cái bo test này thì chúng ta ráp mất độ khoảng 30 phút sau cái bo test này thì cái bo này rất cần cho thợ. Nha. Đấy, hôm nay chia sẻ cho cả lớp tí là đưa lên YouTube cho cộng đồng mạng xem, bởi vì nhiều người cứ hỏi tôi cho xin cái bo này. Đấy, ta test cái này bởi vì sau này đi sửa cái quạt này này, chúng ta mà tháo được cái quạt này ra thì hết hơi, đúng không? Thế mà không tháo quạt này ra mà nó đang ở lại máy, thế mình mang bo về mình sửa thì không biết được nó tại quạt chết hay là nó tại bo chết, đúng không? Giả sử mang bo về cắm quạt của mình nó lại chạy. Đấy thì mình có cái bo này mình test thì mình biết là quạt nó sống ngay. Đấy. Nhưng còn đi là tháo cái bo này ra nó mất rất nhiều thời gian, tháo cái quạt này ra mất rất nhiều thời gian.